thật to. Ô, mọi người thấy gì không? Cua này. Đừng có đồng, nó chảy đó. Ô, thật to, nhanh nghe. Bắt được không? Nhanh nghe. Cầm vợt đi. Đưa anh cái vợt mau. Từ từ, từ chờ tí. Mọi người thấy không? Con này có bự này. Vợt vợt đi. Vợt đây, vợt đây. Vợt vợt con ở lại đây luôn đi. Rồi. Cầm vợt đây. Đây đây, để anh vợt đó. Vợt đây. Đây. Đây đó đó. Rồi, rồi cầm vợt đây để em vợt chứ. Ô. Đây, đây đưa xuống đây. Đấy. Đấy, chứa chi hải con là mừng rồi nè. Ừ. Đó, đó. Víu, víu. Kết. Để đó. Víu, víu. Víu tay bên cạnh mà. Mẹ. Cho riêng được con nhà nữa. Đây bị cuối dễ bắt thế à? Trời, dễ bắt không chứ. Trời, hắn cầm gầy gồng rồi. Được rồi, đưa bắt rồi đây. Cầm đặt gầy gồng rồi. Ừ, kết, gầy gồng đưa xuống đấy. Đấy. Cầm đèn này. Đưa bắt, đưa. Cua về bật ghè về bật không nhá. Ừ. Rửa ra bắt rồi nhá. Tay, ừ. Tay nhanh hơn đó, rồi vật mình lâu. Tay ăn cắn. Ừ. Mà khó. Ừ. Tay phải đè cũng còn cắn lên, bật lên. Mọi bữa cuốn ấn bật cho. Gầy hết, gầy hết. Gầy gầy về sấy. Còn to rồi, còn to đó. Vật rồi. Toàn mày bừa mà. Rồi. Gì vì ra ăn như còn tay khi mà chúng ta ăn tay tì lên. Hay được. Cú hay cạ đó. Ghê. Đây con đây. Có lắm. Cạ đồ phi này. Ừ. Một đôi cạ đồ phi. Cạ đồ phi này. Trời ơi. Một đôi còn to đi. Trời. Bỏ xuống xuống. Trời đen chạy mặt cắt. Một đục cặn đây. Đó, chập luôn. Nó hay được còn to thôi. Nói rồi ghê đấy, bắt rồi, ăn thử lắm. Hai con trồn luôn. To đó. Cá, có cá vượt cá luôn, cá to vượt luôn. Để cũng coi có một. Cá rất to nhá. Cua này, mọi người thấy cua. Đấy, cua này, mọi người thấy không? Úi khó để đổ vào đấy nha. Ghẻ ở đây rất nhiều mà ạ. Ghẻ. Đây đây đây, được đây. Đây đây. Bình tĩnh. Đây. Thôi, đây đây, thả rồi, thả rồi. Không. Đấy. Trời. Mít chảy đấy. Ok. Đổ vô luôn. Đây anh đừng vịu đâu, không khờ được. Rồi, đỡ khờ cho mà. Đấy, cầm đèn mới cầm nữa. Mơ mơ mơ, thái thái. Cua dễ này. Đấy mà bắt đi bán cũng nhanh giàu này. Ừ. Mà bắt nhiều. Trời, đầy. Ủa, ra được đây, ra được đây. Cá. Ra tới kia kìa. Đi, đi. Chắc khó đó. Địt mẹ. Cả khó bắt thật. Ê, mốt ơi, cô thả đây. Thôi thôi, thôi lừa con đi chứ được, hồi tao bắt cả tiếp. Có một người cầm đi thì đẹp. Mời bừa một người chứ. Trời mơ, trời mơ, trời mơ. Cặm chắc thế đó, gầy hết căng này. Ừ, gầy đuối á. Trên 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 cái chữ tử có gầy nữa. Không. Không có biển. Gầy tử phải chuộng cái chuộng đấy. Mơ mơ. Thank you.
dư 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 bên cạnh được. Rồi. Rồi rồi rồi. Rồi. Cả to bông bắt được thôi. Ừ. Ôi, còn ít trứng nữa. Trứng á? Trứng cái thả ấy. Không. Thả đây. Cậu có nó một thả. Ui. Con mề luôn. Rồi dư dư thả dư số. Mà con cái con mề này, gượng hơi. Tô. To đấy. Càng rồi mề luôn. Trứng nhiều không? Ủa tổ. Con nó bị ở có con chi kỵ xin đến rồi. Con cũng giống chỗ con. Ở đây 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 con này. Nhiều nữa. Là ghé tiếp ba con ạ. Cạ rồi. Ừ. Đen này dày thấy hơn đen đi kiểu tọa đó. Không cứ cầm đô đi rồi. Đem vượt chứ. Đây. Thả xuống dư dư cánh á. Ui, cạn đi sát đến này. Giờ đấy thấy là nhiều rồi. Ừ. Ăn không hết. Ừ, vừa đi ra đi sợ nên là bắt được nhiều này. Bắt đây số đi về. Thả hồ ăn. Thả hồ ăn luôn. Mà vừa thả số đi rồi. Đây 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 đây. Ủa? Đây con nào đây. Đó. Bắt vượt liên tục. Ghê đấy bắt sướng gì. Ừ. Đúng mà. Này. Cho chửi chìm này. Dư 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 dư. Hay đó. Mày dọc mà. Tầm 1 cân đấy 1 cân đó. Hôm nay trăng tròn lại ghê mình nè. Bây giờ. Con này chạy bắt tay đi. Ủa đâu, cắm. Không thể đâu. Ôi giời, không thể đâu. Không thể đâu. Ghè nhá mọi người. Lại ghè nhá. Ôi giời. Okay. Chúng ta à. Ui giời rồi. Được. Nhưng mà hơi khó khăn. Cả cầm máy với cả cầm vợt, cả cầm đèn. Ghê nè. Ui giời. Ghê mày nha. Mình nghe. Ủa lại con này có trứng. Hả? Con này có trứng. Nhiều lắm, bên đi răm á. Ừ. Đồ đã chưa? Chưa. Chưa, chế đồ à. Ghê. Có đèn đâu đâu đi. Rẻ hơn. Có chứ. Anh em mới đi có 10 phút cái máy hả? Ừ. Rồi, mày chắc mày dâu. Ok. Đây con này. Ô, có con úp úp. Vậy con chẳng đâu nào được. Rồi bắt về. Con này tên là gì? Con này tên là gì? Không biết cả gì á. Không ai nào được. Con này tên là con gì? Sám hay gì á? Hình như con sam gì đó. Con này con gì mọi người? Không biết tên anh em bắt đâu. Hình như ăn được không mà. À cua cua cua. Đâu? Đây. Đây. Cua. Trời. Đấy. Ghê chứ. Ghê. Ghê này. Ghê này. Cua này. Cua nữa là bắt bây giờ bắt nhào để lát nữa lừa. Nhỏ. Thả hết. Nhỏ chứ nhỏ. Đi vô bắt đi vô một chân. Ô oh, đây một con đây. Ô oh, oh, to ơi. Cả gì đấy. Vô. Cả này cả gì cá đuổi à. Không biết à. Đồ vô. Đồ đi. Mà giống cá trâu ơi. Ô, to ơi. Cái này là cái gì ta? Không biết luôn. Đất chân là bì hết. Bắt vài con ở mái về hả? Ừ. Chai đìa. Chai đìa là ngủ ngon hết đó. Đấy. Chạy ra thôi.
Có ghe này, ghe này. Đây đây đây. Để im, để giờ đến. Để đồ. Ghe dễ vậy mà, bột đánh nước cạn thôi. Hai con luôn này. Thấy con nữa. Hai con này. À, đi được thôi, nó con nhọn nó thải. Dài gạ. Dài gạ là bị chết lên. Ủa thật xả to thôi. Ủa thật xả to thôi. Chảy liền hay. Thật liền, thật liền. Ghe. Ghe, đây. Đấy, thấy đó. Ghe nó. Thấy không, rồi, ok, thải rồi. Chảy một chút đường, dạ. Chảy một chút thoát. Ô, mấy con cá này ghe nó cặm chết liền đấy. Thôi chết, thế ta làm luôn, tụi về ta mổ rọt. Ừ, chết về mổ rọt bình thường hả? Ừ. Này, đi đông là con. Ghe dây thậy má, phải tiếp nữa nha mọi người. Đâu. Cái gì vậy? Đâu. Đây, đây. Bắt luôn, đưa tay bắt luôn. Cầm phía dưỡi á. Cặn nó. Ô, cầm phía dưỡi á. Phía dưỡi chân anh. Thái. Em cầm anh bắt cho mô. Bắt đi. Mẹ, mình cặn cuột. Còn nó giống như kiểu cắt trâu ở nhà hay. Cái đuối. Ôi trời, nó cặn mặt đấu đà thế. Cặn đó. Ôi trời, đầu má xì gòn. Má xì gòn. Ôi, vứt vô. Ôi trời, cặn đấu lắm. Trình mọc thấy thế. Ôi trời, vứt ngay mà. Trình mọc lên này. Gượm không? Cái ghe thì cầm vắt nó chìm bậu á, sắc quá. Đừng có dài. Không đùa được không? Không đùa được. Đâu. Đâu đi cái bắt ghe, có biển nghịch dài đâu mày ạ. Cắn thêm máu nè. Nghịch dài thôi. À đây. Bình tĩnh. Đây. Đừng bắt nữa mà cắn cái ghe gì. Ghe đây. Và hai con luôn. Đâu. Em xúc con bên kia, anh xúc con bên này nhá. Hai con luôn. Đâu? Đó. Cô bình tĩnh ấy. Kiểu nghe đối mà. Đây. Ôi giời. Bọn này là trộn chá, trộn mè. Đi đêm đấy. Ừ. Rồi, đổi em. Cầm. Cầm đen nào. Dài đó, dài gãi. Rồi. Dư. Ok. Dư. Đó. Khó khăn thật không? Thì có hai người khó khăn chứ. Khó khăn thật không? Ok. Rồi, cầm dư á. Cầm trên. Khó độ. Lần đầu đi bắt nó thấy dễ dàng quá. Rồi. Đen. Ghê. Đây. Ô cá. Đi rồi. Hai con trẻ liên tục. Đừng chọc từng con, muốn chọc được con mô, muốn chọc. Hai con chọc chặt á. Kể tiếp nhá, ba con. Hai mô kể lên về tập... Ghê. Ghê to lắm. Kể tiếp hàng này. Người ta. Bình tĩnh. Đâu? Đây, to lắm. To bằng nắm tay á. To nè. Đây. Rồi, ok, to, thấy rồi. Bồi con. Đấy. Đây. Dự. Ôi xời. Đốn dạng để đan rổ luôn. Ghê tiếp nhá. Ghê á, chơi tí.
Ôi đây. Được không? Ôi đây. Được không? Đây 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 đây. Không không không, đây đếm đếm. Vô đây, vô đây. Đó đó đó. Đây hả? Ờ. À. Vô. Vô đây. Vô, vô rồi, vô rồi, vô bên này rồi. Dì. Đây mà. Xuống đi em, xuống, 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 xuống. Mắc, mắc, ok. Ừ, nè. Đây, 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 ghê đó, ghê, ghê. Chạy chứ được, chạy chứ được. Gầy càng, mất mất càng rồi. Chắc cái cặn chắc cái gầy mất càn. Gà to nhá. Ừ, con với gà to không hả? Chắc về vô nó mới cặm nhấu. Ừ. Về hết càng thế. Về mắc cậy khó hay. Gần đá rồi, gần đá rồi. Rồi, ok rồi. Ghê, 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 ghê. Đây. Mô. Đây. Mô. Ghê đó, còn người ta. Mô, đây hả? Đó, đó, đó. Quá đó. Đâu rồi, đâu rồi. Chạy à, chạy à. Ghê rất là nhiều. Còn vô cái đâm lại trọng kê với nhiều này. Ừ. Bắt bắt bọn cọ cho bọn không? Cọ lên đại số rồi chứ. Còn cái tỏi chứ. Ừ. Dư dư cẩn thận cẩn độ hay. Đổ cái mật ăn luôn đó. Sục sục hết lại đằng này cho nhọc lắm. Sục hết lại nó nhỏ. Vô rất là nhiều. Nhưng lại đi có thị mà. Về sục mọi tay. Đó đó đó. Chạy chạy. Chạy đi đâu? Chạy đi ghê tận rồi. Chạy đi đâu? Ghê mà. Đưa lại cho nó. Ghê trưởng. Rồi. Toàn ghẹt trực thôi. Ghẹt rất to luôn. Rồi, rồi. Úi giời. Ghẹt xúc mọi tay. Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng. Rồi. Bây giờ sắt nó thấy nặng lắm mà ra. 5 kg rồi đó. Những con này mọi người thấy rất là to luôn. Này, 3-4 ngón tay luôn. Đâu đi bắt ghê nhưng mà thấy cũng khoái mọi người ạ. Ui, có ốc rồi, ốc chết rồi. Ui, ghê ghê. Ơ, ô, hai con nào ơi. Mọi người thấy không? Một con này. Đấy, đấy. Một con nữa này. Đấy, hai con. Bình tĩnh là các cháu sẽ vô nồi hết. Mọi người thấy không? Ghê rất nhiều.
đâu. Rồi. Một con đấu nữa. Đây. Rồi. Xúc. Đến đạn người đàn rộ rồi. Một cặm nhau đây, cặm gầy rồi. Cặm gầy rồi. Gầy đưa về hết. Cái này về mà luộc mà nó luôn là ngon lắm này. Ừ. Hợp á. Hôm nay ta múc ít nước biển về ta trùng á. Ngâm hận rửa mái ăn tươi tươi. Nó bỏ từ lần mà ăn nhá. Mẹ cặn con dợi đây. Này biết là cầm thêm cái xô này rồi. Chúng ta rất là phàm. Chúng ta có được kinh nghiệm ấy. Nhưng mà vô trong phải thân cặm chắc à. Cặm cái kề. Tí mình lại cái kề. Con này là con gì? Cặm cái gì á. Gì mà đây. Đây. Mà mình không bắt nhá. Lại ghê à? Liên tục. Đây chỗ là về thôi. Đây chỗ thì nhanh không. Ừ. Rồi đi bắt bạn không được nữa. Mấy nước ngoài mua à? Xong gửi hàng về Việt Nam chứ đây. Chỉ có lẻ thôi. Ghẻ Mỹ. Ghẻ Âm.